Kính chào quý vị và các bạn. Cũng như các loại nhạc cụ khác, ngoài phần độc tấu, đàn phím điện tử cũng có thể đệm cho một hay nhiều người hát. Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một phương pháp đơn giản nhất để đệm hát. Ở phương pháp này, không cần đòi hỏi nhiều về kỹ thuật ngón mà quý vị chỉ cần tìm hiểu thêm một số chức năng cơ bản trong phần đệm của đàn phím điện tử. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin kính chào quý vị, các bạn và các em. Trong các bài học trước, chúng ta đã học cách sử dụng đàn phím điện tử như là một nhạc cụ độc tấu. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một khía cạnh khác của đàn phím điện tử, đó là sử dụng đàn phím điện tử với chức năng đệm đàn. Đàn phím điện tử với nhiều chức năng, chúng ta có thể thực hiện nhiều phong cách đệm khác nhau với nhiều màu sắc phong phú. Đặc biệt với đàn phím điện tử, các bạn có thể thực hiện nhiều phong cách đệm khác nhau, ví dụ như đệm đàn như cách đệm của đàn piano. Hoặc đệm đàn như cách đệm của đàn guitar thùng. Hoặc đệm đàn theo phong cách riêng của đàn phím điện tử. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học cách đệm hát đơn giản nhất, không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật ngó. Cách đệm đàn này thích hợp cho người mới học đàn, nhưng muốn sử dụng đàn phím điện tử để đệm hát trong sinh hoạt văn nghệ ở các trường học, xí nghiệp, v.v. Để có thể sử dụng đàn phím điện tử để đệm hát, chúng ta cần tìm hiểu các công dụng của các chức năng cơ bản trong phần đệm của đàn phím điện tử như sau. Câu nhạc mở đầu intro, câu nhạc dẫn, nhạc báo, violin, đoạn nhạc biến tấu variation, câu nhạc dẫn nhạc báo của đoạn nhạc biến tấu variation violin, câu nhạc kết ending. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu các chức năng trên. Trước tiên là mẫu đệm tự động. Trong đàn phím điện tử có rất nhiều mẫu đệm tự động với nhiều tiết điệu khác nhau. Chúng ta có thể chọn lựa những cái tiết điệu phù hợp với ca khúc chúng ta muốn đệm. Ví dụ điệu cha cha. Hoặc điệu slow rock. Điệu rumba. Trong một mẫu đệm tự động thường có các phần cơ bản sau:
phần nhạc mở đầu intro thường dùng để làm nhạc mở đầu cho phần đệm của các ca khúc. Cách sử dụng như sau: bấm synchro, bấm intro, bấm hợp âm gốc của ca khúc. Thông thường, đoạn nhạc mở đầu gồm từ 1, 2 ô nhịp đến 8, 16 ô nhịp. Đôi khi, người ta còn dùng nhạc mở đầu để làm nhạc gian tấu của ca khúc. Phần nhạc fill-in. Trong đàn phím điện tử, thường có các câu nhạc dẫn, nhạc báo để chuẩn bị cho người hát bắt đầu vào câu nhạc mới, đoạn nhạc mới sau khi đã kết câu, kết đoạn. Phần variation là phần nhạc biến tấu của riff đệm, phù hợp cho phần đệm ở đoạn nhạc phát triển của ca khúc, thường là ở đoạn B của các ca khúc phổ thông. Phần fill va là nhạc dẫn, nhạc báo trước dành cho đoạn variation. Phần ending dùng để kết thúc phần nhạc đệm. Chúng ta chú ý có thể sử dụng lặp lại nhiều lần intro fill-in trong cùng một lúc nếu muốn kéo dài câu nhạc. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành kỹ thuật đệm hát đơn giản với ca khúc Bụi Phấn của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc. Các bước thao tác bài Bụi Phấn được viết với nhịp 3-4 với tiết tấu giai điệu chậm rãi, trữ tình. Ta chọn điệu valse với tốc độ chậm, tempo 100. Phần nhạc mở đầu gồm 4 ô nhịp bằng cách sử dụng chức năng intro. Chuẩn bị đoạn nhạc biến tấu variation cho đoạn B của bản nhạc. Đoạn fill-in sẽ dùng ở ô nhịp thứ 17. Phần fill-va sẽ dùng cho ô nhịp thứ 26. Phần ending được dùng vào ô nhịp sau cùng sau khi kết thúc bài hát. Bây giờ chúng ta cùng thực hành. Khi thực hành, các bạn lưu ý chúng ta dùng tay phải để sử dụng các chức năng intro, fill-in, fill-variation hoặc ending. Còn tay trái chúng ta bấm hợp âm theo chức năng finger. Thank you.
sau khi đã luyện tập thuần thục, các bạn có thể tự tin để đệm hát cho ca khúc Bụi Phấn. Chương trình dạy nhạc trên truyền hình hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.